Xin chào mừng anh em đến kênh Bóng Chuyền Độ Miền Nam. Kèo sắp diễn ra là kèo 33 xã dưới 1m7 nghe các bạn. Bên đây đó là tem của Tiền Giang, gồm có là Thanh người mặc áo đen, Lương Quỳnh mặc áo đỏ, người mặc áo xanh tên là Di. Bên kia đó là tem của kết hợp, gồm có là Bác Giới, Kha Minh, Công là của Trà Vinh, Kha Minh là của Hồng Ngự Đồng Tháp, Bác Giới là quê Bình Thuận nha các bạn. Kèo sổ lớn nha các bạn. Bóng chuyền gì đấy, lát tối vô coi. Bóng Chuyền Độ Miền Nam. Miền Nam. Tem Tiền Giang phát bóng đầu tiên. Điểm 0-0. Lương Quỳnh đập bóng tốt. Điểm cho Tiền Giang 1-0. Lương Quỳnh phát bóng không có lứ. Điểm cho hai đội. Không bỏ bóng tốt. Điểm 2-1. Một pha bỏ bóng tốt của Di. Điểm cho hai đội 2-2. Một pha đập bóng rất quy lực của Công. Sao đá rất xôn xao nghe các bạn. Điểm cho tem Kha Minh 3-2. Điểm cho hai đội 3-3. Đó là một pha đập bóng tốt của Kha Minh. Điểm 4-3. Đó là một pha không hiểu ý giữa tem bên tem Kha Minh. Điểm cho hai đội 4-4.
Đừng quên pháp có ngoài. Điểm 54. Một pha bỏ bóng tốt của Duy. Ở đây nè, trên đây nè, trên bụi trên đây nè, xích lên. Nghe chỗ bụi lụt của anh. Điểm cho hai đội 5 đều. Đó là một pha bóng ăn bát trực tiếp của Duy. Điểm cho Tiền Giang 6-5. Kèo này là kèo 33 dưới 1m7 nha các bạn. 33 xã. Một cậu hả? Một pha chỉ lỗ rất khôn khéo của Công. Lấy tiền bãi 50 ngàn nha, nó quẹo quẹo rồi chơi rồi. Một pha bỏ bóng tốt của Công. Điểm 76. Một pha ăn bắt hay của Di. Điểm cho hai đội 7 đều. Công vừa đập bóng tốt. Hai đội đổi sang. Đây là khu vực của tem của Tiền Giang nha các bạn. Bắt hai đứa anh bị đâm vô lưới, nó không chìm được đúng không? Sân này đánh tại cầu Tre, Tăng Phú, Thanh Bình, Đồng Tháp. Sân bóng của anh Quỳnh. Điểm 87. Đó là một pha bỏ bóng tốt của Công.
có, đâu có đâu. Làm giùm với cơm đếm 97. Khả Minh vừa phát bóng không có lớn. Đếm cho Tiền Giang 89. Đó là một pha đập bóng tốt của Công Trà Vinh. Điểm 10-8. Đó là một pha đập bóng tốt của Lương Quỳnh. Đá 8 cây. Điểm 90. Một pha cắm sang. Đó là một pha đập bóng rất cực kỳ là quy lực của Công Trà Vinh. Điểm 11-9. Quá hay cho Công. Một pha ăn bát lố của Công. Điểm 12-9. Một pha đập bóng tốt của Lương Quỳnh. Đếm cho Tiền Giang 10-12. Một pha chỉ bóng rất cực kỳ thông minh của Công Trà Vinh. Kèo này là kèo 3-3 xả dưới 1m7 giữa tem Tiền Giang đánh với tem Hợp Tác Đồng Tháp Bình Thuận Trà Vinh. Điểm 13-10. Quá hay cho Công. Một pha chắn bóng bư vào rất tốt của Công. Bên đây đó là Kha Minh bắt giới Công Trà Vinh. Bên kia là Lương Quỳnh Thanh Duy. Điểm 14-10. Đó là một pha bỏ bóng tốt của Lương Quỳnh. Điểm 11-14. Điểm
chụp vô. Đếm với thời gian 12, 14. Ngoài. Bóng ngoài. Đếm 15. 12. Quá hay cho Công. Trận đấu đã kết thúc. Tem Kha Minh, Công, Trà Vinh, Bát Giới đã thắng. Sân này đánh tại sân cầu Cái Tre, cách chợ Cái Tre khoảng 200m nha các bạn. Đảo ngược lại Thanh Bình khoảng 200m. Sân của anh Quỳnh, Cái Tre, xã Tân Phú, Thanh Bình, Đồng Tháp.